Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV, tiếp tục chuỗi clip liên quan đến việc tổng hợp cái số lượng Pcoin được unlock hàng ngày. Thì ngày hôm nay kênh Invest TV sẽ tiếp tục vào cái trang mypi.com Blocks Explorer để lấy lại số liệu tổng hợp cho các bạn xem. Các bạn vào trang web thì vào cái phần mainnet metric này. Đây là những cái số liệu về lượng Pcoin được đẩy vào ví của anh em chúng ta sau khi hoàn thiện cái mục số 7 Mirated. Mục số 7 Mirated to Mainnet đấy. Đây là số lượng coin đã đang khóa. Đấy, nó là 103 triệu gì gì đấy. Thì mình có một cái bảng Excel để theo dõi cái biến động số liệu này. Tuy nhiên thì các bạn xem ngày hôm nay, ngày 21 với ngày 20, số liệu đứng im, không có thay đổi, không có nhúc nhích gì. Thì ngày hôm qua số lượng coin được đẩy ra thị trường sẵn sàng lưu thông nó lũy kế lên là 288.542.594. Cái số liệu này thì nó được cũng mới được cập nhật thôi, cập nhật được 2 ngày. Đấy, nó tăng một chút so với cái ngày 18. Ngày 19 thì thêm được 1.2 triệu. Ngày 20 so với ngày 19 tăng được 1.4 triệu. Đó. Còn ngày hôm nay ngày 21 thì chả tăng được so với ngày 20 bao nhiêu cả, do là số liệu mình thấy là nó không thay đổi, có lẽ là cũng chưa cập nhật được. Sau cái ngày, cái đêm ngày 14 là cái ngày mà các anh em KC mà bị treo hàng tháng trời đấy, được xử lý. Tuy nhiên thì vẫn lỗi. Đó, vẫn lỗi thì có nhiều anh em tối hôm trước làm được KIC xong, xong mục số 7 tích xanh rồi, sáng hôm sau lại ra thấy mục số 7 vẫn đỏ lòm, vẫn chưa được hoàn thiện. Thế có lẽ là Pico Team đã khóa cái cập nhật ở đây, có cái danh sách của cái số liệu ở đây để chỉnh sửa cho nó chính xác rồi mới đẩy lên lại sau. Mặc dù thì các cái thông tin về việc giao nhận P ở đây vẫn thấy diễn ra đều hàng ngày. Đó. Rồi, và như vậy thì chúng ta lại phải chờ đợi sang ngày mai xem có những thay đổi gì. Thì kênh chúng mình sẽ tiếp tục cập nhật để gửi đến quý vị các bạn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong các clip tiếp theo của kênh chúng mình.